hào ha, ông bày nhắn ai lên đất bảo ha. Nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên. Quanh đồi chim mà hót trước sân đèn, trúc mọc thấp mi cao lúc đêm thanh. Đêm thanh ngoạn cảnh chơi vườn đào nghỉ ý nghĩ. Cánh vườn đào vâng nghi trắng, vâng nghi vặc nghi ba sao giữa trời đèn bảo hà, là nơi thắng tích y a. Làm tướng trung thần man mường, nung trái sơn dân đào cầu khắp các châu, quỳ đầu vòng y bái. Thank you.
ông bày ăn chơi đáng bậc anh nghĩ hùng mì. Lên xe xuống ngựa ông bày vẫy vùng khắp mọi nơi. Hoàng nhân ai lên đất ni a bảo sáng ngô lưu phàn tiếng cảnh thần tiến trên bao hà. Ô tiên cảnh thần tiên trên bao hà, cỏ cùng cây đua chen hoa lá y a ngân phần ngân hoa đào năm ngoái mười phần xa còn kém xa sang ô sang ô lưu phàn xa còn kém xa mười phần ô xa còn kém xa mười phần. Bắt đầu số mệnh trần gian lão âu chiếc biên đệ tử con hiếu thuận thảo hiền tu nhân tịch đức ông bày chép biên cho thọ trường. Chỉ hai người không trước thời sau lỗi lầm ông xa chi đâu sở nguyện mà như ý ông cho sở cầu được tòng tâm. Lạnh nghỉ sai thập mà nhị tiếng nàng cô nào việc ấy sửa sang ra đứng hầu cô nàng cả pha nước trà tàu sơn lâm vừa ý ông mày gật đầu vỗ gối ban khen. Nàng nghỉ đôi tiếng cô nàng dâng hộp thuốc ngang cô nàng ba thì vào dâng hộp mà thuốc ngang thế là vừa ý ông bày bảo hà trên đất sơn lâm. Cô nàng tứ đốt na đỉnh nhang trầm ngọn đèn khêu tỏ tay ông cầm móc ngơ ti hộp bánh nguyên cô nàng nóng thì vào dân hộp bánh nguyên kẹo xìu thuốc ngơ công cảnh tiền nai xanh bì cô nàng xấu tính nết thì nhu mì dâng ông đôi tuấn mã để ông đi chấm mơ này khúc làm thông cô nàng bày thì vào này khúc làm thông miệng ca tay múa.
chiếc lược ngà, hai tay tô chải chút mới thật là khéo thay. Yêu điệu ái tay cô nàng chín, yêu điệu ái tay, hai tay dâng một đôi giày để hầu ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.